Những thiết bị này con hoàn toàn có thể hỗ trợ cho nhà thương. Nhập từ nước ngoài về, nhưng mà giá cả rất là phải chăng. Có thể nhập kháng sinh penicillin nữa nè, tốt quá. Đây nè, bác xem đi. Dạ thưa bác. Bác sĩ Quỳnh. Bác sĩ Quỳnh á, tháp tùng với cậu sĩ đi chọn thiết bị y tế và thuốc men của nhà thương mình nha. Để khi khác được không bác? Bây giờ con đã có chút chuyện bận. Quỳnh, em làm gì em gặp anh em tránh như là tránh tà vậy? Thì anh tà thiệt mà. Bác sĩ Quỳnh không nên nói như vậy. Cậu sĩ đây á là mạnh thường quân quý báu của nhà thương mình. Cô không nên làm mất lòng cậu sĩ. Dạ xin lỗi bác. Xin lỗi sĩ vì sự lỗ mãng của tôi. Không sao, bác đừng lo. Con sẽ tháp tùng cùng với lại bác sĩ Quỳnh đây đi khám bệnh cho bệnh nhân, sẵn tiện khảo sát cơ sở vật chất của nhà thương mình luôn. Cô cần cái gì thì thêm luôn một thể. Như vậy thì tốt quá. Nhờ cậu sự giúp đỡ của cậu sĩ đó thì nhà thương sẽ chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh nữa. Thôi chào cậu sĩ nha, bác đi nha con. Dạ thưa bác. Mình đi em. Anh đi trước đi, tôi còn chút chuyện phải làm. Quỳnh à, bây giờ anh làm cái gì thì em mới có thể chấp nhận anh? Anh không cần làm gì hết, thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh sẽ chia tay với em luôn chứ? Làm gì có. Dù lý tưởng anh như thế nào, anh cũng không muốn mất em. Kỳ vậy ta, nhìn sao cũng không thấy giống cô ấy đang bị gượng ép, mà còn ngược lại nữa kìa. Đây là sân nhà thương, nhưng em còn đang trong ca trực mà. Nhưng mà em chưa trả lời anh. Em hết giận hay chưa? Coi ánh mắt tình tứ kìa. Thì ra là hai người bọn họ có tình ý với nhau. Cứ đợi đó, thằng thiện sĩ này sẽ không chịu thua đâu. Nếu mà em còn giận anh á, thì em đâu có đứng đây với anh. Vậy bây giờ anh mời em đi ăn hả? Không lẽ cái tên nhà văn Duy Long đó cũng đang theo đuổi bác sĩ Quỳnh giống như là mình? Để tôi coi mấy người vui vẻ được tới bao giờ. Ai cũng bắt mình ngưng viết tiểu thuyết hết. Bác Hai và Quỳnh thì dễ hiểu rồi, còn ở tòa soạn thì chắc hẳn phải có lý do sâu xa hơn. Có khi là do cả một thế lực nhúng tay vô. Mình nhất định phải tìm hiểu cho ra mới được. Biết đâu lại tìm được thứ mà mình muốn tìm. Ông nói vậy là sao? Ông hứa với tôi như thế nào? Thật sự là bây giờ cái chuyện này là do cậu Long. Cậu Long cậu nói cậu cứ để suy nghĩ hoài, cho nên thật sự là giờ tôi không biết phải làm sao. Ông là chủ bút mà, ông thừa sức làm chuyện đó, dùng cái đầu giùm tôi đi. Tôi cố gắng tôi tính rồi làm cách nào. Dạ. Đúng như mình dự đoán mà, có kẻ sau lưng giật dây ông Phú, nên ông ấy mới ra giá với mình như vậy. Để xem kẻ gây chuyện sau lưng mình là ai. Biết đâu cũng chính là kẻ từng hại cha mình trong quá khứ. Vậy để chúng tôi sẽ kiếm cách nha. Hình như có người nghe lén, để tôi ra ngoài xem sao. Tưởng ai xa lạ, thì ra người muốn tôi dừng viết câu chuyện lại là ông à. Đúng,
Chính là tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tại sao không vô trong nói? Tôi cũng có chuyện muốn gặp chủ bút ba mặt một lời. Chuyện này là lý do riêng tư, nên tôi muốn nói chuyện riêng. Cậu đi theo tôi. Tôi xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện. Tại vì con gái của tôi còn nhỏ tuổi quá, với lại năm nay nó thi tú tài nữa, mà nó hâm mộ cuốn tiểu thuyết Ngôi Miếu Quan Khóc này, nên nó có thể nó bị sợ hãi và phân tâm, nên tôi mới làm những việc này. Thì ra anh là một người cha thương con. Tôi có một yêu cầu này có thể là hơi vô lý, nhưng mà cậu có thể ngừng viết cuốn tiểu thuyết này không? Chuyện này thì để tôi suy nghĩ. Và nếu như tôi vẫn tiếp tục viết, tôi sẽ gửi cho con gái anh một tấm bưu thiếp do chính tay tôi viết. Hy vọng cô bé sẽ tập trung vào chuyện học hành. Cậu đúng là một người tốt mà. Tôi hơi ích kỷ vì yêu cầu này. Một lần nữa tôi xin lỗi cậu. Không sao đâu, tôi hiểu rồi. Đừng tự trách bản thân mình nhiều quá. Tôi cảm ơn cậu. Cũng may là cậu đã lành trí, để tôi khỏi phải giáp mặt tay nhà văn đó. Dạ, em biết anh á, không thích gặp người lạ mà. Làm tốt lắm. Chẳng bỏ công bao nhiêu lâu nay, tôi coi cậu giống như là cánh tay phải đắc lực của tôi vậy đó. Mong là những lời em nói với tên nhà văn đó có thể thuyết phục hắn đừng viết tiểu thuyết nữa. Tôi cũng mong là như vậy. Chứ nếu không á, lão phố đó đừng hòng mang tiền của tôi. À, mai tôi đi công tác xa, cậu ở lại chăm sóc công ty giùm tôi. Con Long ơi, có thư nè con Long ơi. Có thư gửi cho cậu nè con Long. Dạ. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi nha. Dạ. Mình học luật chứ có phải là học kế toán đâu, mà cứ bắt mình đọc mấy cái sổ sách, giấy tờ toàn là con số không à. Mới nhìn vô là đã nhức đầu rồi. Chán muốn chết. Biết vậy hồi nãy mang theo quyển tiểu thuyết của anh Duy Long đọc còn sướng hơn. Ai đó? Là chị á hả? Làm tôi còn tưởng ba tôi hết cả hồn mà. Có người gửi thư cho chị, tôi thấy tiện nên mang lên phòng giùm. Ủa, sao chị không để dưới quầy lễ tân đi, rồi tôi đi về tôi ghé ngang tôi lấy luôn cho nó tiện. Chị mang lên đây á, lỡ không có tôi ở đây là ba tôi đọc cái lá thư này rồi sao? Tôi biết không có giám đốc ở đây nên mới mang lên cho chị đó. Ừ. Thôi tôi đi ra nha. Cảm ơn chị. Kiếm chuyện vô gặp ba mình thì có. Gửi Ngọc Hân. 10 giờ tối mai tại miếu ông ba. Ủa, ai lại hẹn mình ở miếu ông ba? Mà tới miếu ông ba làm gì? Có khi nào á là anh Duy Long ảnh hẹn mình tới miếu ông ba để tâm sự nói chuyện không ta? Mà anh Duy Long anh hẹn mình tới đó làm chi ta? Đêm hôm khuya khắc, lỡ anh động tay động chân. Thôi không được, không được, không được. Không được nghĩ như vậy. Nghĩ bậy, nghĩ bậy, nghĩ bậy. Anh Duy Long nhất định không phải là người như vậy. Anh hai. Ủa, ủa sao lại ở đây? Em tới đây để tìm anh nè. Giờ để ở đây làm gì? Thì tới đây cái này nè. Đó, anh đọc đi. Tất cả từ đó mà ra đó.
Ngôi miếu oan khóc, tiểu thuyết nhiều kỳ của tác giả Duy Long. Lại là cái tên nhà văn Duy Long đáng ghét này. Ủa, anh nói ai đáng ghét vậy? Thì không có gì, mà cái chuyện này có liên quan gì đâu. Đó, ba đã không thích cái chuyện này rồi còn lôi ra nói với anh làm cái gì? Nói chung á là em đem cái chuyện này ra chỉ là một cái cớ em gợi ý cho anh hiểu thôi, chứ em cũng đâu có bắt anh đọc. Dài dòng quá. Muốn nói gì á, đâm thẳng vô vấn đề đi. Anh hai, em có chuyện nhờ anh giúp. Anh hứa giúp em nha. Anh bận lắm. Không. Được thôi, nếu mà anh hai đã bận uống cà phê đến như vậy thì em sẽ về em nói ba cho anh thêm việc để anh đỡ bận. Ê, ủa vậy là sao? Thì là em sẽ về em mét ba toàn bộ sự thật. Em mét ba là đến công ty anh không có làm cái gì hết trơn á. Anh còn trốn khỏi công ty đi uống cà phê lâu lâu. Anh còn đi về Long Xuyên chỗ nhà chị Quỳnh để mà cua chỉ. Muốn nhờ cái gì? Nói đi anh giúp. Thì em muốn nhờ anh giúp á. Em sẽ đi về Long Xuyên. Anh nói dối ba, cháu kín bí mật này giúp em nha. Thôi anh đi về công ty đây. Thôi mà anh hai. Cái gì nữa? Đi, giúp em lần này đi mà năn nỉ đó. Bây giờ anh chỉ cần nói với ba là em đi Đà Lạt thôi là được rồi mà. Đâu có gì đâu, em nhất định phải đi. Lần này là anh Duy Long hẹn em, sáng ngày mai em phải đi với ảnh. Cái gì? Mày nói cái gì? Duy Long hẹn hả? Ừ, chính thức hẹn hò. Thế được rồi, anh sẽ giúp em. Sắp tới á, anh cũng lên chi nhánh ở công ty ở Lâm Đồng. Anh sẽ nói với ba là cho em đi thêm. Nhưng thật ra thì em đi miền Tây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Em hết việc rồi, em đi đây. Cảm ơn. Anh chờ em lâu chưa? Hôm qua em có gửi hủ tiếu tự làm á. Anh ăn thấy ngon không? Ngon, ngon lắm. Chắc là hôm nay anh phải chờ em về sớm rồi. Anh có hẹn nghĩ ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới cho chú Phú. Vậy cũng tốt. Nhưng mà hôm qua em gặp người cùng quê, người ta có nhắn là má em không được khỏe, kêu em về thăm. Anh có muốn đi cùng em không? Vài bữa nữa có được không? Tại mấy bữa nay tòa soạn bận lắm, anh sợ anh đi không được. Nếu mà gấp quá thì em về thăm má Bình trước đi nha. Không sao, còn nhiều dịp mà. Mai em về một mình cũng được. Giờ mình đi ha. Mình đi. Ủa chú ba tới chưa vậy? Sao chú cứ đi vòng vòng rồi vậy chú ba? Con mỏi chân à hả? Thôi mỏi chân về, mai tính tiếp con ơi. Ý, đâu có được. Ngày mai á con phải về Sài Gòn rồi. Con ở đây lâu quá ba con biết là chết con luôn á. Nhưng mà bây giờ chú ba mỏi chân quá, chú ba đi không nổi luôn á. Về đi. Thôi ráng đi mà, dẫn con đi đi. Chứ chẳng lẽ con lặn lội từ Sài Gòn xuống dưới đây rồi con về tay không? Ai nói con về tay không? Nếu mai con về á, con ghé Bắc Mỹ Thuận á, con mua mấy chục nêm nè, với mấy bịch bánh phồng, đem xách tay đem về. Đâu có đi tay không đâu. Chú tào lao quá, chú nghiêm túc đi được không? Chú nói thiệt luôn á. Nè, chú mà không dẫn con đi á là con mét ba. Chú dụ con vô miếu ông ba xin xăm. Trời ơi, Hân, con làm nghề bán bánh tráng còn nướng hồi nào vậy? Con nói chuyện con lật qua lật lại như bánh tráng nướng vậy đó. Con thích vậy á, vậy chú có dẫn con đi không? Thì đi gì đi. Nhưng mà con đừng có nói cái chuyện đi miếu này cho ba con biết nha. Ba con kỵ cái miếu ông ba này lắm. Con biết rồi, dẫn con đi nha. Đúng là mắc nợ nhỏ này mà. Bây giờ dắt nó đi cũng khổ, mà không dắt nó đi cũng khổ. Bây giờ mình phải làm gì ta? Không được rồi, rồi tới miếu rồi, mình không để con nhỏ này nó tới đó được. Lỡ có chuyện gì ai chịu đây? Giờ đi đường nào? Đường này hay đường này? Ui da, có bị gì vậy? Con cầm cái đèn chú ơi. Gì vậy? Tự nhiên chú ba đau bụng quá. Để chú ba chạy tới đó một chút. Chú ba!
Trời ơi, sao tự dưng chú ba đi bỏ mình đây mình ôm vậy? Tức thùi không? Nó biết sợ rồi, hy vọng nó sẽ quay về. Thôi chết, chú ba dạo này có cái tật hay quên, bị lãng nữa. Lỡ một hồi á hả, đi đi gì với chồng á, rồi bỏ mình ôm đây rồi sao? Không được, nãy giờ mình với chú ba đi lâu lắm rồi, chắc là cũng xa nhà dữ rồi đó. Bây giờ vòng về cũng hỏng được. Thôi kệ, mình đi mình luôn. Mất quá thì đi tới sáng, mà cũng không tới thì mình về nhà luôn, không cần phải quay qua nhà chú ba nữa. Đừng này. Nó đi thiệt luôn rồi, con nhỏ này lì thiệt chứ. Trời Hân ơi, khổ con ghê luôn á. Trời ơi, con nhỏ này lì thiệt chứ. Trời đất, đâu có ngờ đọc ở trên báo là đã đáng sợ lắm rồi. Đi thực tế nó còn đáng sợ hơn như vậy nữa. Sao vô trong đây lạnh dữ vậy nè? Cái gì mà khói mịt mù vậy? Mấy ông ba ở đây rồi. Sao xung quanh tối thui vậy? Thôi đi về. Mà không được, đã cất công tới đây rồi, chết thì cho chết luôn. Mày làm được mà Ngọc không? Cái kia vậy trời. Ủa, sao nói ông ba ông chết oan? Chết oan gì mà thờ cái miếu bự dữ vậy? Mà nhìn trong đó cũng có bà dị gì hết trơn á. Thiệt rồi nè, y chang như bức hình đăng trên báo luôn. Mừng quá, con tìm được ông rồi. Ông ba ơi, con rất là thích câu chuyện của anh Duy Long. Con cũng rất là ái mộ và thích anh Duy Long nữa. Nếu như mà ông ba họ thật sự hiển linh như trong chuyện viết, thì con cầu xin ông ba hãy phù hộ cho con có thể tìm ra được chân tướng của sự việc để giúp anh Duy Long nha. Cầu xin ông ba phù hộ cho con. Con tên là Ngọc Hân. Cái ông của tôi đang, cái ông của tôi đang, cái ông của tôi đang.
đâu không gặp cô vậy? Không, không phải là tình cờ gặp đâu, mà em cố tình tới đây á. Cố tình tới đây? Đêm hôm như vậy cô tới đây một mình, không sợ nguy hiểm hả? Anh ấy hỏi như vậy tức là anh không có biên thư kêu mình tới. Có khi nào người đó muốn ngầm giúp mình gặp được anh ấy? Em tới đây để tìm ý tưởng giúp anh nè. Tìm ý tưởng giúp cho tôi? Tôi nhớ đâu có nhờ vả cô. Là em tự nguyện. Em nghe nói anh định bỏ ngang câu chuyện này, nhưng mà thật sự nó rất là hay. Nó giống như là một câu chuyện có thiệt vậy đó. Nếu mà từ bỏ thì uổng dữ lắm. Cô gái ngốc, nhà văn người ta viết chuyện hư cấu thôi, chỉ có những độc giả khờ khạo như cô mới tin là câu chuyện có thiệt. Em mặc kệ, chỉ cần là câu chuyện của anh Di Long viết á thì câu chuyện nào em cũng thấy hay hết á. Như vậy là mù quáng đó. Mù quáng cũng được, không sao hết. Nhưng mà anh Di Long, em nói cái này nè, thật sự em thấy câu chuyện của anh viết nó rất là hay luôn á. Nó giống như là một câu chuyện có thiệt ở ngoài đời thật vậy đó. Hồn ma không đầu, bị vợ phản bội rồi giết chết, vừa đáng sợ mà lại còn vừa đau lòng nữa. Người giết giống như là một người dẫn chuyện, là truyền nhân của hồn ma, nói ra hết tất cả những uất ức, những trăn trở. Nó làm cho độc giả cảm thấy... Cô im đi. Tôi không cần cô đồng cảm, cô không cần cô giúp. Chuyện của tôi và cuộc đời của tôi cũng vậy. Anh Duy Long! Anh Long! Gì vậy? Đúng rồi, anh đứng này đợi em tí xíu nha. Đừng đi đâu hết nha. Nhớ nha, đừng đi đâu nha anh. Cái gì vậy? Nè! Đứng đó đợi em đi! Nè! Xong rồi. Em quên cái đèn. Cô muốn cái gì nữa đây? Anh nói như vậy á, có nghĩa là cái câu chuyện đó thật sự là của anh đó hả? Đâu có. Tại hồi nãy cô làm tôi liệu. Từ đây về sau cô đừng theo tôi nữa. Đừng có can dự vô cuộc đời tôi. Anh Long, cho dù anh không cho thì em nhất định cũng sẽ làm tới cùng. Em không có bỏ cuộc đâu. Chắc chắn em sẽ tìm ra được sự thật đứng ở đằng sau ngôi miếu này. Em là độc giả duy nhất của anh có thể làm được điều đó. Và em tin điều đó có lợi cho anh. Cô đúng là lạ lùng mà cứng đầu thiệt. Ừ, đúng rồi. Đầu của em không những cứng mà còn lì nữa đó. Anh coi, tối thuộc vậy mà em dám tới đây một mình là anh hiểu sao rồi. Không có người hâm mộ nào làm được điều đó như em đâu. Hâm mộ là tốt, nhưng hâm mộ một cách mù quáng như cô không tốt chút nào. Mà anh Long, em nói nghe nè, hôm trước á anh nói là anh sẽ cho độc giả biết sự thật hung thủ là ai ở kỳ báo sau. Bây giờ thì anh lại bỏ ngay như vậy. Chẳng lẽ anh muốn là một người thất hứa hả? Vậy tại sao cô không chờ tới kỳ sau mà đọc, mà tới đây làm gì? Anh nói như vậy có nghĩa là sẽ có kỳ báo sau hả? Anh Long, em mừng quá. Anh nói như vậy em mừng quá à. Vậy là anh làm gì vậy? Em chỉ muốn ôm anh một cái cảm ơn thôi mà. Cảm ơn là bằng lời nói được rồi, không cần phải hành động đâu. Cảm ơn anh. Cô đúng là lạ lùng. Mà nè, tôi không cần biết là cô muốn tìm kiếm gì ở đây, nhưng mà trời tối như vậy, đáng lý ra cô phải đi hai người chứ. Một mình cô vậy không sợ hả? Ừ, thì thật ra em đi hai người mà. Em đi với chú em nữa. Nhưng mà tự dưng á hả, tới đây cái chú em đi đâu mất tiêu, bỏ em mình nè. Chú gì kỳ cục vậy? Thì bởi chú em kỳ cục lắm á. Anh đừng có kỳ cục như chú em nha. Hay là bây giờ anh đưa em về nhà đi. Cậu nhất định không được dừng giết Tiểu Thiết đó. Còn một chuyện nữa, lần trước tôi đã tới, nhưng vì cậu dẫn người đi cùng nên tôi muốn hẹn cậu lại. Hẹn cậu 11 giờ khuya mai ở miếu ông Ba. Không gặp không về. Lần này có mặt của Hân, chắc chắn hắn cũng lại cho mình leo cây. Đi mà anh Long. Cái gì vậy? Đi em về nhà nha. Em năn nỉ anh á. Nhanh Long. Nhà cô ở đâu?
Vậy là anh đưa em về nhà thiệt á hả? Mừng quá, vậy anh đưa em về Sài Gòn nha. Cô điên hả? Tụi còn nhiều công việc ở đây lắm. Ờ, nếu vậy thì anh cứ làm công việc ở đây đi, khi nào xong á thì em về Sài Gòn chung với anh cũng được. Tôi công việc đang đang đê đê lắm, cô không chờ tôi được đâu. Nhà cô ở đâu, người thân cô ở đâu, nói đi tôi đưa cô về. Vậy thôi, anh đưa em về nhà chú ba của em đi. Nhà chú ba em ở ấp 5 á, mà đường đi thì em không có biết. Vậy theo tôi. Anh không biết đường luôn á hả? Sao anh tài quá vậy, cái gì anh cũng biết hết vậy? Đường đi trong miệng nè, không biết thì hỏi. À, hỏi, hỏi tới sáng luôn cũng được. Mình đi anh. Ê chết, anh Long. Cái gì nữa? Anh đứng này đợi em nha. Em quên cây đèn. Đi anh, cứ mỗi lần mà gặp anh đó hả, là em run hết trơn, rồi em rối tùm lum tà la hết á. Gặp cô cuộc đời tôi rối thì có. Bỏ tay tôi ra được không? Đi chung là được rồi. Ờ. Nó đi đâu vậy trời? Thiệt, bỏ nó đi về thì không đành, mà bây giờ đi vô trong miếu sợ gặp ba Thành. Ủa, nó đi với thằng nào vậy ta? Cái gì vậy? Cô sao không? Cái gì vậy? Không có, em giả bộ la lên vậy có anh có lo không á? Cô rảnh quá hả? Anh Duy Long, lên đây, đi sát sát lại đây, sợ. Có gì đâu mà sợ. Sợ chứ. Sợ được rồi, đâu cần phải nắm tay nắm áo tôi đâu. Thì sợ phải nắm chứ, anh kỳ quá. Ơ, à, đây nè. Cái gì? Chỗ này nè. Cái chỗ này á là cái chỗ hồi nãy chú ba em bỏ em ở đây á. Còn từ cái chỗ này á mà đi về nhà của chú ba em á, thì đường đi nó ngoằn ngoèo sao em không có nhớ. Mà tôi thấy chú cô cũng kỳ thiệt á. Tự nhiên là bỏ cô, mà cô là con gái nữa chứ. Lỡ chuyện gì xảy ra thì sao? Anh đừng có nghĩ chú ba em vậy. Bình thường á, chú em chẳng bao giờ bỏ em hết á. Chắc là hôm nay chú em bị gì đột xuất thiệt á. Chứ đó giờ chú em không bao giờ vậy hết trơn á. Có chuyện gì đột xuất á, cũng không được bỏ cô nữa. Cô là con gái, chỗ lạ nước lạ cái vậy. Thật sự tôi không biết á, ổng có phải là chú ruột của cô không nữa, hay là chú cuội. Thằng ôm dịch này. Thì bây giờ có anh rồi nè. Thôi được rồi, để tôi vừa đi vừa hỏi đường tôi đưa cô về. Được. Không cần ơi. Để tôi đưa cháu tôi về. Còn mày, đi về một mình đi mày. Trời ơi chú ba, chú đâu xuất hiện vậy? Cái lúc mà con cần chú thì chú biến đâu mất tiêu. Còn bây giờ lúc mà người ta không cần tự dưng xuất hiện phá đám mà. Mà nè, mà chú ở trong đó làm gì? Chú đừng có nói với con là nãy giờ chú chưa xong luôn nha. Không, cái đó xong lâu rồi. Tại chú bị ma bắt, mới thả chú ra. Ma nào mà dám bắt chú? Ma nhìn thấy mặt chú là sợ chạy 8 mét rồi. Thôi, đi về con. Đi, còn mày, đi về nha mày. Tao không cần mày. Chú, con mới cứu cháu gái chú đó. Kệ mày chứ. Tao quê mày rồi nha mày. Mày dám nói tao là chú cụi hả? Mày dám nói tao không phải là chú ruột con Hân hả mày? Ủa, chú ba, sao chú bị ma bắt mà chú nghe được hết trơn vậy? Ừ, chú bị ma bắt, chứ ma ở đâu bịt lỗ tai chú đâu. Cái gì chú có nói cũng được á, hên là hồi nãy con nói xấu chú. Ừ, con nói xấu chú đi, chú tự con luôn. Cổ tính nói mà nó không kịp á, tại chú ra sớm quá. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đi về đây. Thôi được rồi, bây giờ có chú cụi của cô rồi, tôi trả cô cho chú cụi đó. Mày chú cụi không? Anh Long. Nè, hả? Chú mày. Nghe câu hỏi. Ủa, con gặp Long đâu vậy? Thì trong miếu chứ đâu. Con không có gần gũi nữa nghe chưa? Chú còn nói nữa. Chú có biết hồi nãy chú để con ở đây một mình, người ta cứu con đó. Con bị cái gì mà cứu con? Chú còn nói nữa. Nè chú cầm đi. Chú để con ở đây một mình nè. Chú có biết con vô miếu hả? Con gặp một cái tên côn đồ. Thằng côn đồ làm gì con? Nó đè con xuống gốc cây rồi nó... Rồi con có sao không? Thì hên là cái anh Duy Long hả? Anh cứu con, anh quýnh nè. Không phải, anh nói gì nè. Đừng có diễn tả nữa. Diễn một hồi chú mềm như trái chú luôn á. Đáng đời chú, ai kêu chú bỏ con chi. Mà chú ba, chú có thấy con với anh Duy Long á giống như là có nhân duyên tiền định như từ kiếp trước không? Nên bây giờ mới gặp nhau, rồi còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
Này nghe, này nghe, chú cấm con nghe, không có duyên nợ gì với cái thằng đó hết nha. Sao vậy? Cái thằng đó mới cứ nhìn cái mặt thôi là thấy chữ gian ở trên mặt nó rồi. Chú vô duyên quá. Mà con á, tranh thủ mai về Sài Gòn đi, để ba con biết được á là lớn chuyện á. Con nói với ba con đi Đà Lạt mà. Đi Đà Lạt thì cũng phải có ngày về, không lẽ con đi luôn? Ờ, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Con mà về trễ nha, ba con nghi ngờ nghe. Hỏi thằng Phi là lồ ra chành bành tá bẹ hết trơn. Hỏi ai? Hỏi chú Phi á hả? Ừ. Không, 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 không. Không bao giờ hỏi chú Phi mà ba con biết được một cái gì hết. Bởi vì chú Phi là người của con, là phe của con. Thôi con, đừng có tự tin quá con. Ông bà xưa mình nói á, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nói cho con biết như vậy đó. Mà chú nhìn cái mặt bằng Phi á, chú cũng thấy nó gian y chang thằng Long vậy nè. Thôi mệt chú á, có chú gian thì có không có ai mà bỏ con giữa đường giữa chợ vậy trơn á. Đi về đi, đi về con ơi, để chú đưa con ra bến xe. Con đã nói là con không muốn về mà cứ ép hoài. Trời ơi, về đi chứ ba mày biết được á, chẳng những ba mày giết mày còn giết con tao luôn á. Chú không nói, con không nói làm sao ba con biết được. Mà nói hay quá, ba mày ghê lắm, có con mắt ăn sọt nè. Chú làm như là thánh vậy. Xe kìa con. Ô, anh Duy Long, anh Duy Long, anh Duy Long. Ủa, gặp anh ở đây trùng hợp quá vậy. Ủa, mà sao anh nói với em là anh về Sài Gòn, giờ còn đây? Thì bây giờ anh về nè. Thôi, về, cho về đi con, đi ra xe nè, nè, anh Long, nếu mà anh về Sài Gòn, anh cho em có gian nha. Đâu có được, đây về Sài Gòn xa lắm. Tôi đi xe máy, cô ngồi xe máy sao chịu nổi. Đúng rồi, con ngồi xe máy đó con xỉu luôn á. Đi về đi. Chịu nổi mà. Người ta đã không cho có gian rồi, mình con năn nỉ làm chi vậy mà, không mắc cỡ hả? Con mặc kệ, con phải có chuyện muốn nói với anh Duy Long. Anh Duy Long, em phải hỏi anh cái chuyện này cho ra lẽ mới được. Nguyên một đêm qua em nghĩ hoài, em tức lắm. Rõ ràng anh là người viết thư hẹn em tới miếu mà, sao anh còn chối nữa? Tôi nói rồi, tôi không có viết thư hẹn cô tới miếu gì hết á. Không, nhất định là anh mà, anh giấu em đúng không? Tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi không có viết thư hẹn cô tới miếu. Vô lý thiệt, nếu không phải ảnh đó thì ai hẹn con? Con hỏi chú hỏi ai? Thôi đi về. Nè, nếu mà anh không cho em về Sài Gòn thì anh cho em qua gian ra bến xe nha. Trời ơi con ơi, không được đâu. Con quên là chú ba dặn con rồi hả? Chú ba dặn con gì? Không được gần gũi với thằng này. Thì có gần đâu, tới bến xe là thôi rồi. Trời ơi. Nè, cho em qua gian ra bến xe được không? Nếu ra bến xe thì được. Đi, mình đi. Trời ơi Hân, đúng là anh Long thiệt rồi. Tại sao lại đi với Hân? Anh Long, tại sao anh lại như vậy? Anh từ chối về quê thăm má em với em, vậy mà bây giờ anh đi với Hân. Đây là công việc tài sản bận rộn của anh đó hả? Nghe giải thích cái đã. Xuống. Thật ra thì anh, tại vì anh đi vô miếu anh điều tra, anh biết chuyện đó thì em không có thích. Còn cái chuyện mà gặp Hân chỉ là tình cờ thôi. Anh sợ em không có thích cho nên anh không dám nói. Anh không nói em mới giận á. Và bây giờ em đang rất giận đây. Anh Long, sao tự nhiên hôm nay chị bác sĩ chị giận dữ dữ vậy? Chưa bao giờ em thấy chị vậy luôn á. Nhìn chị đáng sợ quá ha. Trời, cái này chứ đi. Tôi đang năn nỉ người yêu tôi, cô không thấy hả? Còn đứng sắp vô nữa. Nè, sẵn tiện cô giải thích giùm tôi đi. Cô nói là tôi với cô không có gì, giải thích đi. Còn không chịu nói nữa, nói đi. Chị Quỳnh, thật ra là em tình cờ gặp anh Long ở đây thôi à. Mà chị giận dữ quá giờ. Bộ chị với ảnh. Đúng, tôi với anh Duy Long đang yêu nhau. Phiền em đừng có làm phiền ảnh nữa được không? Đúng rồi đó, cô nói đúng á. Tôi với Quỳnh đang hạnh phúc, cho nên từ đây về sau cô làm ơn đừng có theo tôi nữa có được không? Vậy hả? Em không biết. Xin lỗi anh. Xin lỗi chị. Mày nghe mày, mày quen với cô đó rồi, mày còn dè dãn cháu tao nghe mày. Cô tự đón xe được không? Được mày, tao đưa cháu tao đi được mày. Rảnh quá ha.
Về con. Thôi, kề cổ đi. Đừng giận anh nữa nha. Không giận. Bây giờ mới về thăm má em đây. Vậy để anh đưa em về. Anh chở em về thăm má nha. Thôi để khi khác đi. Vậy thì để anh đưa em về gần nhà má của em. Xong rồi anh thả em xuống rồi anh về nha. Thôi đừng giận anh nữa mà. Vậy nha, đi. Anh đợi em nãy giờ luôn đó. Tôi tưởng anh đi công tác chứ. Hay là xuống đây kiếm chuyện phá phách nữa. Trời ơi Quỳnh ơi, em hiểu lầm rồi. Thật ra hôm nay anh nghe cái thông tin là bạn trai của em á dẫn gái về đây hẹn hò nè. Nên anh mới về đây coi sao. Có gì anh có thể giúp được em hay không? Anh đừng ăn nói linh tinh. Anh nói thiệt mà, em tin anh đi. Mà thiệt tình, cái người đó không biết suy nghĩ làm sao nữa. Bạn gái của mình đang lo lắng cho mẹ mà lại đi làm cái chuyện đó thì không thể chịu nổi được. Anh im đi. Quỳnh ơi em tin anh đi. Anh nói thiệt hoàn toàn là sự thật. Nếu em mà không tin anh á, em có thể tới mấy ông bà em hỏi là em biết liền hả? Tất nhiên là tôi không tin anh rồi. Anh đừng ăn nói linh tinh nữa nha. Nếu không được có trách sau này tôi không nhìn mặt anh nữa. Không ngờ mình dày công chuẩn bị, tưởng kể lại cho Quỳnh nghe cổ tức chơi, ai dè cổ chứng kiến luôn. Mà cái tên Duy Long này lương lẹo dễ sợ. Chó mẹ bảy à. Tên này đúng là không có dừa mà. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi cái cục đá gì mà cứng như vậy? Ôi chết tôi rồi. Cậu hai, có chuyện gì vậy? Không có gì. Chị có thấy con Hân về chưa? Ngồi ngoài kia kìa, như người mất hồn vậy đó. Sao ơi, đi chơi có vui không? Vui cái gì mà vui. Em mới phát hiện ra anh hai. Gì? Anh Duy Long anh có người yêu rồi. Anh có người yêu chính thức rồi đó. Thôi, chuyện đó có đâu buồn. Sao? Cậu ta yêu ai? Nói anh hai nghe coi. Làm sao mà không buồn được. Người yêu của anh Duy Long á là chị bác sĩ đó. Hai người đó rất là thương nhau. Ảnh còn nói em mà có làm phiền ảnh nữa, ảnh xua đuổi em nữa. Nhục nhã muốn chết. Vậy có gì đâu buồn. Em chưa nghe cái câu là tình yêu là phải giành giật, phải cướp lấy trên tay người khác à? Cái câu gì kỳ quá vậy? Cái câu đó của đại văn hào nào nói vậy? Ừ thì có anh. Nói chung là nếu chưa là vợ chồng thì không có gì ràng buộc hết á. Em vẫn còn cơ hội. Cơ hội làm sao mà được. Anh Duy Long á, anh ghét em dữ lắm. Thế là anh coi chị bác sĩ á hả, chỉ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi mà còn dịu dàng nữa. Người ta hơn em về mọi mặt luôn á. Lấy cái gì mà em so sánh được. Em gái của anh cũng là một luật sư chứ bộ. Bác sĩ đó là cái gì? Cho dù như thế nào em cũng không được bỏ cuộc. Hãy tự tin lên. Dì anh. Dì anh? Mắc gì dì anh? Ý anh là hạnh phúc của em cũng giống như là hạnh phúc của anh hai vậy đó. Tin anh đi. Nếu em nhiệt tình theo đuổi thì anh tin là em vẫn còn cơ hội. Ha. Hết buồn chưa? Vô ngủ được chưa? Chưa, còn buồn dữ lắm. Cái gì buồn hoài vậy? Thôi buồn ngồi đó buồn đi. Rồi chút vô ngủ sớm. Xe anh buồn ngủ quá, anh vô ngủ trước ạ. Cái đồ anh hai vô tâm vô tình.
tình yêu là phải giành giật lấy hả? Trời ơi, thì ra là chị ở đây làm em đi tìm nãy giờ à. Chị, hôm trước á, ai là người gửi thư cho em chị có biết không? Tôi không biết nữa, tôi đi ngang quầy lợi tân, thấy người gửi thư cho chị thì tôi mang lên cho chị thôi à. Ê, vậy cái người đó có phải là nhà Giang Duy Long không? Tôi không biết nhà Giang Duy Long là ai. Trời đất ơi, nhà Giang Duy Long nổi tiếng như vậy mà chị không biết hả? Không được rồi, chị về á hả, phải chịu khó chăm chỉ đọc sách, báo chuyện rồi nhiều vô nha. Anh Duy Long á, ảnh cao cao, ốm ốm, rất là trẻ, lúc nào cũng đội một cái nón, mặc cái quần thì có hai cái quai, đi chiếc xe Vespa á, da ngăm ngăm nhưng mà lại vô cùng có duyên. Chắc không phải rồi, cái người gửi thư cho chị á, tôi thấy cỡ bốn mấy năm mươi tuổi lận. Không phải anh Duy Long gửi thư cho mình. Vậy ai gửi thư cho em? Sao tôi biết được? Thôi tôi đi làm việc nha. Bốn mươi mấy năm mươi lần hả? Ủa ai vậy trời? Rồi rồi, nhanh tay nha. Sắp họp báo tới nơi rồi. Đúng rồi, ly nữa. Chú Phụ. Hả? Con thấy có cái gì đó không ổn. Nó kỳ kỳ vậy chú. Trời ơi, cái gì đâu không ổn. Đã là con của Mạnh Thường Quân nói rồi mà còn không ổn gì nữa. Bây giờ cái việc của cậu quan trọng nè. Cậu vô cậu đôn đốc mà làm cho đàng hoàng vậy chứ tôi thấy nãy giờ lâm cơm lắm rồi đó. Dạ dạ thôi, cái chuyện mà đôn đốc mọi người chú cứ để con lo. Ừ. Con bé này đi lẹ lên coi. Bưng ly bưng lẹ đi cưng. Cậu sĩ mới tới hả? Mọi người làm tốt lắm. Dạ. Cậu sĩ, bên tòa soạn có chuẩn bị sẵn bó hoa đó. Để lát có gì cậu lên cái cậu tặng cho nhà Văn Duy Long. Không cần đâu. Tôi làm chuyện này á, tôi không muốn ai biết hết. Với lại tôi muốn giúp đỡ cho Văn Duy Long âm thầm từ phía sau. Thật sự là tôi không ngờ cậu sĩ tốt quá. Đúng là cái câu thi ân bất cầu báo á. Mình làm mình đâu có cần người ta đền đáp đâu. Thôi được rồi. Trời ơi, cái người gì mới là khó tìm, khó kiếm. Chú không cần phải khen tôi như vậy đâu. Dạ. À, nhà Văn Duy Long sắp tới chưa? Dạ dạ, sắp tới rồi ạ. Vậy thì tôi sẽ đi trước. Dạ. Nè. Dạ. Chú nhớ giữ kín bí mật chuyện này chưa? Yên tâm. Dạ. Cha con mà giống y như nhau luôn chứ. Không khác chút xíu nào hết trơn trời. Lẹ lên. Ủa. Ai sắp vậy? Ghê vậy. Ủa, Duy Long tới rồi hả? Hả? Sao? Cậu thấy cái buổi họp báo bữa nay chuẩn bị ra sao nè? Hoành tráng không? Nhưng mà mới đây á, chú yêu cầu con á ngừng viết cái tiểu thuyết này lại. Bây giờ chú đã tổ chức họp báo ra mắt sách cho con. Chú làm có bất ngờ của chú. Phải, tại vì là cái người bí mật. À không, bí mật. Không phải. Sự bí mật mà tôi muốn dành cho cậu. Tôi là chủ tòa soạn mà, luôn luôn phát huy tối đa tài năng của phóng viên. Mà cụ thể là cậu. Nếu chú nói vậy thì con cảm ơn chú đã thấu hiểu cho con. Ừ. Nhưng mà cuốn tiểu thuyết này nè, con chưa viết xong nội dung. Ừ. Mà chú ra mắt sách sớm như vậy á, liệu độc giả ta ủng hộ hay không? Đâu có sao. Thì mình có thể phát hành nhiều kỳ. Thôi, bây giờ cậu Long cứ yên tâm đi. Vô trong chuẩn bị một lát nữa ra đọc cái bài diễn thuyết cho thiệt hay. Họp báo sắp tới rồi, nha. Để biết sao giờ. Ừ. Quý phóng viên, quý độc giả đã đến dự buổi họp báo ra mắt tiểu thuyết Ngồi Miếu Hoàng Khóc của nhà văn Duy Long. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, sẽ là sự xuất hiện của nhà văn, tiểu thuyết gia, nhà báo Duy Long. Dạ, lời đầu tiên cho Duy Long
gửi lời chúc sức khỏe đến quý độc giả cũng như là các cô chú anh chị đồng nghiệp cùng chú chủ bút đây. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Để nói về hoàn cảnh ra đời cuốn tiểu thuyết này thì Duy Long xin phép được chia sẻ là đây cũng là một cái duyên và cũng là một nguồn cảm hứng kỳ lạ khi mà Duy Long được viếng thăm một ngôi miếu ở Long Xuyên, nơi giữ linh hồn của một người đàn ông bị chết oan. Người đàn ông bị đánh chết bằng một vật gì đó không xác định rõ. Từ ngôi miếu về, cái câu chuyện này nó cứ ám ảnh Duy Long, ám ảnh ngay trong cả giấc mơ của Duy Long nữa. Đó là điều kiện để thôi thúc Duy Long cho ra đời cuốn tiểu thuyết Ngôi Miếu Ăn Khóc ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Thật tình thì hôm nay tổ chức cuộc họp báo này, Duy Long cũng hy vọng là quý vị hãy đón nhận cuốn tiểu thuyết này lần đầu tiên Duy Long viết về cái đề tài này, và hy vọng quý vị sẽ đón nhận nó cũng giống như là quý vị đã đón nhận tác giả Duy Long từ trước tới giờ, có được không ạ? Đón nhận cái gì chứ, mọi người nhìn đi, tôi vừa mới nhặt được cái sáp này ở bên ngoài đó, mọi người nhìn nè. Ủa cái gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đang phát cái gì vậy? Mọi người nhìn xem đi. Nhà văn Duy Long nổi tiếng tài năng nhưng bay bướm, quen nhiều cô gái nhưng không thật lòng với ai nè mọi người. Anh giải thích đi anh Duy Long. Đúng sao vậy? Hết rồi, giải trả lời đi. Giải thích đi anh. Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Đâu đó gì nữa chú. Ở ngoài trước á, người ta rải truyền đơn tùm lum hết trơn. Nội dung là nhà văn Duy Long lăng nhăng, rồi nhà văn Duy Long bắt cá hai tay, quăng từ lứa ngoài đó hết trơn. Trời ơi, rồi bây giờ xấu hổ quá. Mày làm gì mà nói ông sao vậy? Vạch áo cho người xem lưng hả? Cái gì mà vạch áo cho người xem lưng? Người ta làm như vậy là thiếu điều lột trần ra luôn rồi. Ôi rồi, cái này á là người ta đem mấy tờ giấy này, người ta muốn phá đám ở chỗ của mình mà. Đây là mấy cái tòa soạn khác nó chơi mà đó. Mong nhà văn Duy Long cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Cho câu trả lời đi. Rồi đó, cho câu trả lời đi. Đúng rồi đó. Dạ mọi người cứ bình tĩnh. Thật ra thì tôi không biết là cái người mà viết ra những tờ giấy này nhằm mục đích gì. Nhưng tôi xin khẳng định, Duy Long tôi cay ngay không sợ chết đứng. Tôi biết các độc giả, đặc biệt là các độc giả nữ, sẽ rất là buồn khi mà tôi thông báo thông tin là tôi đã có bạn gái. Và tôi biết các bạn sẽ buồn hơn khi mà biết người mà các bạn hâm mộ là một kẻ dối trá. Nhân tiện ở đây tôi xin chia sẻ luôn, Duy Long tôi từ trước tới giờ không phải là một người dối trá hay là bay bướm. Đúng là Duy Long đã có bạn gái. Bạn gái của Duy Long không muốn Duy Long tiết lộ sớm cái chuyện này ra với đại chúng, cho nên Duy Long chưa có dịp để mà chia sẻ niềm vui của Duy Long với tất cả mọi người. Duy Long đang rất là an vui với cái tình cảm này, và Duy Long hy vọng là tình cảm này sẽ được tiến xa. Chúc mừng anh Duy Long, hồi đó Duy Long tuyệt vời quá. Vậy cô gái ấy có mặt ở đây không anh Long? Thật sự là hôm nay cô ấy rất là bận cho nên không đến đây chung vui Duy Long được. Bạn gái của Duy Long là một bác sĩ rất là giỏi. Cảm ơn mọi người. Đây là chuyện tình cảm riêng tư cho nên Duy Long muốn giữ riêng cho mình, và cũng như là Duy Long muốn bảo vệ cảm xúc cho cô ấy là chính. Hy vọng là quý vị tôn trọng cái cảm xúc cá nhân riêng tư của Duy Long, ủng hộ Duy Long nha. Cảm ơn em. Đưa cho. Cảm ơn em. Tặng anh nè. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Anh Duy Long, anh có thấy không? Em mới chính là người quan tâm tới anh nhất đó. Còn cái người mà anh gọi là bạn gái thì anh coi ngày hôm nay là ngày quan trọng của anh đến như vậy mà lại không có mặt. Ý cô là sao? Anh đừng có nói dối nữa, đừng có dối lòng mình. Em biết đó. Cứ mỗi lần mà anh nói dối á, là mắt anh sẽ nhìn thẳng vào một điểm, nhíu nhíu lại, hai tay của anh sẽ siết chặt lấy nhau. Có đúng không? Ý cô là sao? Cho dù á, chị Quỳnh chỉ có không ủng hộ anh đi chăng nữa thì vẫn có em ở đây. Em sẽ ủng hộ anh bằng mọi cách, sẽ đồng hành với anh dù cho bất kỳ giá nào. Cô nói linh tinh gì vậy? Ai cần cô đồng hành cùng tôi? Em sẽ chứng minh cho anh thấy em chính là người đồng hành tốt nhất của anh. Em ái mộ anh,
Chào nhà văn Di Long. Anh nhìn có vẻ quen quen ta. Anh quen với tôi là phải rồi. Bởi vì tôi là anh hai của con Hân, là tình địch của anh đó. Bởi vì vậy anh đừng có mơ mà quen lâu dài với Quỳnh. Bởi vì chuyện đó không có xảy ra trong thực tại đâu. Ủa sĩ, cậu sĩ. Ủa, cậu sĩ đi đâu vậy? Mình còn buổi họp mặt mọi người chung vui với nhau nữa. Ôi trời ơi, bởi vì cái người tốt người ta làm, người ta đâu có cần báo ơn gì đâu, thấy không? Hay thiệt. Ông nói ai là người tốt? Hả? Đó, cái người đó đó chính là cái người tài trợ cho cái buổi họp báo ra mắt của Tiểu Thuyết hôm nay nè. Sau hai lần hẹn mình mà ông ta lại không xuất hiện. Ông muốn trêu đùa tới lúc nào? Cứ dài ngày là cứ bỏ một lá thư vào hộp thư riêng của mình. Gì hả? Cô có biết tôi theo dõi ông ta biết bao lâu chưa? Bây giờ tao thoát được kìa. Em có cố tình đâu, là do em giúp anh đó. Hồi nãy tôi bắt được ổng trong đây rồi nè. Ai về ổng đẩy em ra, em đau quá, em chạy xuống đây em không có biết chân em đâu nên mới bị dắp té mà. Thiệt tình. Nè, anh nhà văn, anh có phải đàn ông không vậy? Anh như vậy mà anh bỏ đi á hả? Người ta về giúp anh nên mới bị té què giò luôn đó. Vậy mà anh nhẫn tâm anh để em ở đây một mình hả? Tôi nói thiệt nha, không biết kiếp trước á tôi có mắc nợ gì cô không, mà kiếp này cô đeo bám phá hoại tôi hoài vậy hả? Có nợ á. Được rồi, tôi nợ cô cái gì nói đi, tôi trả ngay bây giờ luôn, đừng theo chọc phá tôi nữa. Duyên nợ vợ chồng đó nên cái kiếp gì? Này mới như vậy nè. Duyên nợ vợ chồng? Ở đâu ra? Sao? Hân ơi, mày ngu ngốc quá đi à. Mày xả thân mày giúp người ta làm gì để bây giờ chân mày tì què như vậy? Mà người ta thì có thèm đái hoài với mày đâu. Mày đúng là đồ ngu ngốc mà. Nhà cô giàu quá rồi, không cần phải làm kiếm tiền cho rảnh rỗi vậy đó hả? Đúng rồi, nhà em giàu thiệt mà. Ở nhà em á thì có cô giúp việc, em đâu cần phải làm gì đâu. Còn ở trong công ty á, nếu như mà không có em thì mọi chuyện vẫn chạy êm ru à. Nên là em nghĩ tại sao em không làm những thứ mà bản thân mình thấy vui. Má em nói là cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên cứ làm những việc mà theo cảm xúc với con tim của mình mách bảo. Thấy vui hả? Vui. Nhưng mà cái vui không? Bây giờ không vui, nhưng sau này anh nhớ lại anh sẽ vui. Đừng có xàm nữa, đứng dậy đi,
tôi đưa cô về. Em đứng không có nổi. Bây giờ hả, anh dìu em về nhà thế nào á, ba má em cũng tưởng anh làm cái gì đó em, rồi cho người bắt anh đó. Cô bị tâm lý đúng không? Bây giờ cô muốn cái gì? Ẩm cổng. Không bao giờ. Con ơi, mày ngu ngốc quá đi à. Mày xả thân mày cứu người ta làm gì? Để bây giờ hả, cái chân mày á thì què như vậy mà người ta cũng có thèm nói hòa gì tới mày đâu. Mày ngu quá. Ui da, mày ngu quá, ngu quá à. Khóc xong chưa? Đứng dậy đi, về đi. Gì nữa, cô làm ơn đi, ở đây là bưu điện đó. Bưu điện thì sao? Em mặc kệ bưu điện. Em sẽ ở đây em khóc tới sáng luôn. Khi xong sáng hả, người ta đi làm, người ta ra vô ở đây này, người ta thấy em ngồi, người ta hỏi là cô ơi, cô có bị cái gì không vậy? Em sẽ nói là tại nhà văn Duy Long, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình yêu mà lại là một người vô tâm, lạnh lùng, không có trái tim, hất độc giả của mình té rồi để độc giả mình ở đây một mình rồi lại đi luôn. Tôi lại cô nè. Tôi xá cô ba cái luôn. Bộ mỗi lúc mới sinh ra bà mụ nặng cái miệng cô ra trước đúng không? Sao cái gì cô nói cũng được vậy hả? Sợ cô luôn á. Nà lên. Sao không lên? Cao quá à, sao lên? Thấp xuống. Lên. Được chưa? Rồi. Tôi chưa bao giờ gặp độc giả kỳ lạ như cô luôn. Thì chưa bao giờ thì bây giờ gặp, cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ. Cô chào gì vậy? Hả? Thì người ta ái mộ mình nên là chào đó. Ai mà ái mộ? Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không? Muốn. Vậy từ đây về nhà nha. Cô làm ơn im miệng giùm tôi. Ờ, biết rồi. Anh thấy vui không? Cô thấy bạn tôi có vui không? Quên, im lặng. Chị đã nói rồi, bây giờ con vui sau này anh nhớ là anh sẽ mỉm cười đó. Cô có muốn bỏ xuống không? Đi, đi, đi. Tôi chưa mở cửa mà. À, buồn ra đừng có xích cổ vậy. Nè, anh đi kiểu gì vậy? Anh đi kiểu kỳ cục vậy? Cô xích về cho tôi thấy buông ra. Buông sao buông? Lỡ buông anh ra rồi tôi té hay sao? Em té què một chân rồi là què luôn cái chân còn lại anh nuôi cả đời nha. Rồi vậy xuống đi. Đó, xuống, tới nhà nè. Cái gì vậy? Cái gì ngay? Đừng nói tôi cô ngáy cô ngủ nha. Mới nói chuyện này mà, đừng có xạo. Xuống. Xuống. Đừng có xạo nha. Buông ra, người cột, hơi chết, buông ra. Rồi, buông nè. Thôi, tới nhà rồi, xuống đi. Ủa? Ai nói anh cổng em về nhà này? Cái nhà nào? Tới nhà của em chứ. Trời đất ơi. Tới nhà của cô hả? Ừ. Cô nghĩ sao vậy? Bây giờ tới nhà của cô không chỉ một người bị què đâu, hai người bị què. Vậy nè. Vậy dễ luôn á. Xuống từ từ đi. Rồi, xuống. Anh cũng phải từ từ chứ. Ây da, ui da, ui da, à. Có sợ không? Con gái gì nặng trâu nước rồi trời. Nè Duy Long, mặc dù là em hâm mộ anh thiệt á, anh không thể nào nói một cái lời nhẹ nhàng hơn, lịch sự hơn với một người con gái đã giúp anh, hy sinh thân mình để giúp anh hả? Ai cần, ai mướn, ai mượn cô. Cô nói cô giúp tôi hả? Giúp tôi hay giúp người kia? Giúp cho người ta bỏ trốn thì có. Tôi chưa tính sổ với cô. Ở đó mà xả thân. Nhưng mà nó xuất phát từ ở đây nè. Cũng là tình cảm, là ý tốt của em đó. Anh không thể cảm ơn em được một tiếng hay sao? Cứ một tiếng thì sao? Mệt quá, cô về giùm tôi đi cô ơi. Cảm ơn đi rồi em đi về. Bây giờ tôi cảm ơn cô về đúng không? Cảm ơn cô. Rồi về giùm tôi đi. Nè, anh là nhà văn đó. Anh không biết cảm ơn thực tâm là như thế nào hả? Anh không biết lời cảm ơn xuất phát từ con tim là như thế nào hả? Anh không hề có một tí xíu rung động, một tí xíu cảm xúc gì với em khi em hy sinh vì anh như vậy hả?
Cảm xúc gì? Cô trò kia đó nhột thì có cái cảm xúc gì? Anh cảm ơn em đàng hoàng đi. Anh nói là cảm ơn người đẹp đã cứu giúp anh. Em sẽ đi về. Bây giờ chỉ cần nói vậy thôi. Ừ. Là cô sẽ về đúng không? Ừ. Được. Cảm ơn cô gái xinh đẹp. Hôm nay giúp anh nha, xả thân cứu anh. Bây giờ về được rồi ha. Phải như vậy chứ, không có chi. Em sẵn sàng giúp đỡ anh cả đời. Anh Long, anh có nhớ hôm nay anh có hẹn với tôi không? Anh trễ hẹn với tôi gì? Anh đi với cô ta á hả? Không phải đâu, nghe anh giải thích. Anh giải thích sao? Cô ta, khi anh kêu cô ấy là cô gái xinh đẹp, hai người còn vui vẻ với nhau nữa. Không phải, tại... Chỉ có thể giải thích là anh đi với cô ta thôi. Không phải, tại vì cô ta đi điều tra cái chứ. Quên, quên. Anh đi với chị đi, chị đang giận lắm á. Vậy cô tự về nha. Ờ. Quên. Nói như vậy là đi thiệt á hả? Thì đúng rồi. Người ta đã tuyên bố là người ta có người yêu ngay buổi họp báo mà. Vậy mà mình vẫn đu bám theo người ta. Đúng là không biết mắc cỡ gì hết. Đành chịu thôi. Ai kêu em hâm mộ anh quá làm chi. Anh tìm em khắp nơi không thấy. Anh biết nghe em về đây mà. Quỳnh, 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 nghe anh giải thích nè. Thật ra cô ta cũng giống như bao nhiêu độc giả trước đây thôi. Độc giả hả? Có độc giả nào mà xinh đẹp như vậy không? Nếu em là anh, một cô gái xinh đẹp suốt ngày lẻo đẻo cho mình như vậy thì con hàng cũng siêu lòng. Anh cũng biết phải giải thích sao cho em hiểu nữa. Bởi vậy em mới nói anh năm lần bảy lượt về ra mắt má em. Nhưng anh đâu có chịu nghe. Anh luôn luôn từ chối em. Không phải. Tại vì anh có nỗi khổ riêng. Em phải hiểu cho anh. Hiểu cho anh hả? Tại vì em quá hiểu cho anh. Em hiểu cho anh năm lần bảy lượt. Em kêu anh đừng giết tiểu thuyết ngôi miếu An Khóc nữa. Nhưng anh không nghe. Đó là lý do làm cho mâu thuẫn như chúng ta càng ngày càng lớn lên. Nhiều khi em tự chất vấn bản thân mình. Em không biết là chúng ta có đang thực sự quen nhau không nữa. Em nói vậy mà nghe được á hả? Nếu như anh không thương em thật lòng thì anh đâu có công bố em là bạn gái của anh trong ngày ra mắt sách. Anh làm như vậy là mất một lượng lớn độc giả. Giờ anh cũng đâu được làm tòa sản đâu. Thôi mà. Nè, coi như là quà xin lỗi của anh nha. À, sao vậy? Hay vậy đi, vài ngày nữa anh sẽ về ra mắt má em với tư cách là chàng rể tương lai. Còn cái chuyện mà viết ngôi miếu An Khóc, anh sẽ suy nghĩ lại, được chưa? Được chưa? Tạm tha cho anh. Như vậy mà tạm tha hả? Đáng lý ra phải tha luôn chứ. Anh sẽ bù lại cho em. Đưa em đi ăn, chịu không? Chịu. Đồng ý rồi nha. Cười coi. Đi. Sao cái kỳ này đọc hoài không chán vậy trời? Không biết khi nào mới ra kỳ mới nữa. Vợ Ba Thành và ông Hai Thức, chính họ cũng rất đau khổ vì thứ cảm xúc này. Hôm ấy, ông Hai Thức quyết định hẹn người vợ ra gặp mặt lần cuối để nói lời chia tay.
nhưng thực chất ẩn sâu bên trong là một âm mưu hết sức tàn độc. Tối hôm đó, ông ba Thành đợi vợ đến khuya mà vẫn không thấy cô ấy về. Tức tốc, ông ấy đã cầm dao đến thẳng nhà của Hai Thức để hỏi chuyện. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều thấy xác của ba Thành nằm phơi thay ở đường làng gần bụi tre. Người đàn bà ấy đã cùng với nhân tình giết chết chồng mình, ông ba Thành. Mình có sao không mình? Mình à? Má! Tư à Tư! Ôi, má sao vậy má? Bà chủ bị sao vậy? Đánh điện gọi bác sĩ liền đi, đứa nó làm gì nữa? Dạ. Má ơi, má bị gì vậy ba? Con còn hỏi nữa hả? Má đã cấm con đọc mấy thứ nhảm nhí này rồi, tại sao con lì quá vậy hơn? Hả? Con thấy không? Tinh thần má con rất là yếu. Con đọc mấy thứ này ám ảnh thêm con hiểu không? Từ đây trở đi, bà cấm những tiểu thuyết ba xu trong nhà của ba, con hiểu chưa? Dạ. Mình à, anh đưa mình vào phòng nghỉ ngơi nha. Bà chủ ơi, con đem nước cho bà nè. Bà chủ, ông chủ ơi, cậu hai ông của ba ơi, bà chủ ông đúng tự tử, bà chủ, ông chủ ơi, cô ba ơi, cậu hai. Dạ thưa bác trai, cũng may là cấp cứu kịp thời nên bác gái đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng con nghĩ vấn đề sâu xa hơn là do suy nhược mới là vấn đề cần chữa trị của bác gái. Có phải là vấn đề này lâu rồi phải không bác? Đó là mấy chứng lo âu tuổi già. Chẳng giấu gì với cô, gia đình của tôi có mấy đứa con lòng bồng quá. Vợ tôi bả buồn cho nên sanh bệnh vậy mà. Má sao rồi ba? Con còn hỏi nữa hả? Con là con trai lớn trong nhà mà suốt ngày cứ lông bông không biết giúp đỡ ai hết. Ba còn con hơn nữa, suốt ngày cấm đầu vô mấy cuốn tiểu thuyết dớ dẫn. Vì mấy cuốn tiểu thuyết đó mà má con mới nhập viện. Làm ơn đi, ở nhà phụ giúp ba, giúp cho gia đình này đi. Chào cô. Tôi không có vậy đâu nha, em đừng nghe lời của ba tôi á. Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng để bất cứ ai trong nhà tôi cầm được cuốn tiểu thuyết này. Tại sao giờ nó lại ở đây? Giờ ở công ty á, em đã cho đốt hết rồi. Còn ở nhà thì chắc là của ba. Mẹ kiếp, vì cái cuốn tiểu thuyết này nè mà vợ tôi đã uống thuốc ngủ. Sao vậy anh Lâm? Thì trong cái cuốn tiểu thuyết này nè có nhiều tình tiết ghê rợn, có vậy thôi. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Dọa nó hay bằng cách nào khác để cho nó buông xuôi không giết nữa là được rồi. Em hiểu rồi. Số mới nhất của Triệu Diệu Kỳ. Ủa con yêu bà khóc bà con ơi, ra tiếp rồi nè, nhánh tay thì còn, chậm tay thì hết, bà vô. Số mới nhất của Triệu Diệu Kỳ bà con ơi, của Kim Miếu đang khóc, nhánh tay thì còn, chậm tay thì hết, bà vô bà con ơi. Bà con ơi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết.
trời ơi trời. Ôi trời ơi là trời. Má, mấy hôm trước con có đánh dây thép cho má, nói là con về mà. Nhưng con quên nói là có anh Long về nữa. Buông xuống. Cấm con đụng vô đồ đạc nhà tôi kia chưa. Còn con nữa, hôm trước con nói với má là con về một mình, hôm nay dắt người lạ về vậy? Anh Long đâu phải người lạ đâu má. Ảnh là... Dạ thưa dì, con là người yêu của Quỳnh. Hôm nay con tính làm một mâm cơm đàng hoàng, để lúc vừa ăn con vừa thưa chuyện cái gì ạ? À? Xin lỗi, tôi chỉ ngồi ăn với người tôi ưa thôi. Còn đối với những người mà cha mẹ xuất thân không rõ ràng đó, không xứng đáng bước vào nhà của tôi, đừng có nói là yêu con gái của tôi. Má, bây giờ tôi hỏi cậu nè, cậu có cái gì, cậu có cái gì để mà đòi yêu con gái ngọc ngà của tôi chứ? Dạ, con có một tình yêu và tình cảm chân thành. Ôi trời ơi, tình cảm chân thành. Đó đó đó, cũng như cha cậu vậy đó. Tình cảm chân thành, nhưng cuối cùng thì sao? Má cậu cũng bỏ chồng theo trai, bỏ đi hung hút rồi đó. Liệu tình cảm của cậu có đủ giống như vậy không? Dạ thưa dì, chuyện của ba má con đã qua lâu rồi, dì có thể bỏ qua, chấp nhận cho con với Quỳnh được quen nhau không dì? Không, con gái của tôi á, tôi nâng niu nó như một công chúa vậy đó. Tôi nuôi nó trở thành bác sĩ tài giỏi như vậy, biết bao nhiêu công tử nhà giàu đến xin cưới nó mà tôi đâu có ưng. Còn cậu, cậu có cái gì, cậu có cái gì mà để tôi gả con gái tôi cho cậu chứ hả? Má, con thương anh Long mà má. Con im đi, chỗ người lớn đang nói chuyện. Cái chuyện của con má chưa tính đó nha, đã ngăn cấm ngay từ đầu rồi mà vẫn cố chấp là sao? Rồi bây giờ nè, tôi hỏi cậu nè, cậu có nhà cửa không? Dạ con đang ở trọ, nhưng con sẽ cố gắng trong tương lai con. Tôi cần hiện tại. Hiện tại cậu có cái gì? Có chiếc xe cà tàng đó phải không? Xin lỗi cậu nha. Ôi trời đất ơi, cái chiếc xe cà tàng đó đó, cậu chở tôi đi ruộng tôi còn chưa có chịu nữa. Hiện tại bây giờ nè, cậu có điểm trừ không à? Không có điểm cộng. Chừng nào mà cậu chứng minh á, mẹ cậu không bỏ chồng theo trai, chừng nào cậu chứng minh á, cha cậu không phải là ăn trộm, không phải bị người ta đánh chết á, thì lúc đó tôi nghĩ lại. Chứ còn á, con gái của tôi nè, cành vàng lá ngọc, tôi không thể nào gả cho một cái người gốc gác không ra gì nhé cậu. Dạ thưa dì, chuyện của cha má con vẫn là một ẩn số, dì đừng nói chuyện chắc chắn như vậy, tội nghiệp người đã mất, nhưng người không có mặt. Đó là nhiệm vụ của con. Con sẽ tìm ra sự thật và tìm ra hung thủ. Dì nói đúng, và những tiêu chuẩn của dì đưa ra con cảm thấy mình không đáp ứng được. Con xin phép. Ôi, tiền thì không có, sự nghiệp thì cũng không, sĩ diện thì nhiều, thì làm sao làm rể của tôi được? Má, cả cuộc đời này con không lấy chồng nhà má vừa đâu. Đứng lại, má cấm con không được chạy theo nó đó. Ôi là trời ơi là trời. Chừng nào mà cậu chứng minh á, mẹ cậu không bỏ chồng theo trai, cha cậu không phải là ăn trộm, không phải bị người ta đánh chết á, thì lúc đó tôi nghĩ lại. Cha, cha con linh thiêng, cha phù hộ cho con sớm gặp được má, cha tìm ra sự thật về chết của cha, cha phù hộ cho con này cha. Nỗi lòng chẳng biết có cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng đã rời xa, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề.
mình xuống đây bất ngờ như vậy, lỡ anh giận mình hơn thì sao? Nè, mở mắt ra đi, anh bún nó đi rồi. Thiệt không? Thiệt. Không còn sâu nữa không? Không còn nữa. Mở mắt ra đi, không sao đâu. Tìm cái gì vậy? Tìm sâu. Tìm đâu đó? Nó dưới chân em kìa. Trời đất ơi. Nó hết sâu rồi phải không ạ? Anh bún nhân bên kia kìa. Vậy giờ anh đi câu cá tiếp đi. Vậy sao cậu? Câu em hả? Em xuống đây làm cái gì? Tại sao anh lảng tránh em? Không lẽ anh muốn mình kết thúc? Tụi mình khúc mắc nhiều chuyện, chứ đâu phải riêng chuyện này. Nhưng khúc mắc ở đâu thì mình gỡ ở đó. Em yêu anh, rồi từ từ mình thuyết phục má nha anh. Cũng vì anh tin em, cho nên về hỏi ý kiến bác hai cho rõ. Vậy anh đã hỏi được gì rồi? Có kịp hỏi gì đâu. Tính tối này hỏi, mà bây giờ gặp em rồi. Vậy bây giờ mình về hỏi bác hai tiếp đi. Khoan. Anh Thu cần câu về cái đã. Coi nè. Nó là đi câu cá, nhưng đâu có mồi đâu. Nhưng buồn có biết sao giờ. Ra ngồi câu thôi. Nhưng giờ hết buồn rồi. Chỉ có em rồi. Mình về thôi. Cẩn thận. Về miền Tây á, là con phải ăn cá lóc nướng chui, cuốn bánh tráng. Nó mới đúng điệu dân miền Tây. Vậy hả bác? Người miền Tây á, hiền hòa thân thiện, nhưng mà ăn uống á, là phải chất lượng. Dạ. Thôi mấy đứa ăn đi con. Dạ. Để bác lấy cho. Con cảm ơn bác. Ăn đi chậm. Dạ. Dạ con. Cảm ơn bác hai. Quỳnh nè. Dạ. Con là con của cô Trúc hả? Dạ đúng rồi. Cô Trúc mà người cùng xứ, bạn của má con, mà con kể cho bác hai nghe đó. Rồi chuyện của hai đứa đó, má con có biết không? Thì lúc đầu á cũng có chút hiểu lầm, nhưng mà sau này á thì càng ngày càng hiểu lầm nhiều hơn. Thằng quỷ này. Theo bác nhớ á là má con cái tính tình á cố chấp dữ lắm. Thôi để bác sắp xếp, bác xuống bác thăm má con lần, rồi sẵn rồi bác sẽ nói chuyện của hai đứa luôn ha. Nhưng mà sao con? Dạ không có gì ạ. Thôi ăn đi. Thôi để bác vô trong bác lấy chai rượu nghe. Ủa bao lâu nay bác đâu uống rượu đâu, sao hôm nay bác đòi uống vậy? Bữa nay có khách quý tới, cho bác phá lệ một lần đi. Đợi bác chút nghe. Dạ. Anh Long.
cũng nói má chưa hết giận chuyện của hai đứa mình, bây giờ bác hai qua nói chuyện em sợ. Má em không có thích bác hai và má anh, và cũng không chấp nhận chuyện hai đứa mình quen nhau. Em sợ nếu như bác hai qua nói chuyện có chuyện gì thì... Được rồi, anh hiểu rồi. Vậy thì để anh tìm cách á, anh ngăn cản bác hai, không cho bác hai qua thăm má em sớm. Đừng có lo. Dạ. Cô Trúc, cô Trúc ơi, dạ, ông anh tìm ai ạ? À? Cô không nhận ra tôi à? Anh là? Tôi là Hai Nhẫn đây. À, Trúc chờ anh sáng giờ luôn á. Trúc muốn nói là... Nói gì cô Trúc cứ nói đi. Là Trúc thích anh. Tôi xin lỗi Trúc nha, tôi có người thương rồi. Anh thương ai? Tôi thương cô Hải. Anh đến đây làm gì? Tôi tới đây để thưa chuyện với cô. Mà bộ cô không mời tôi vô nhà uống nước được sao? Mời anh. Mời anh ngồi. Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi có công chuyện phải đi, tôi bận dữ lắm. Hôm trước thằng Chẩm có đưa con bé Quỳnh về dưới quê ghé thăm tôi. Hỏi ra mới biết là con bé Quỳnh lại là con của cô. Cái con nhỏ này không được rồi. Đàn bà con gái đường đột tới nhà đàn ông như vậy. Để tôi nói nó đừng bao giờ tới nhà anh nữa. Vừa làm phiền anh, rồi mất công thiên hạ người ta dị nghị dèm pha nữa. Có cái gì đâu mà phiền. Tụi nhỏ nó thương nhau mà, tôi cũng ủng hộ nó. Dù gì á, tôi với cô cũng là chỗ thân tình. Không ấy, mình cứ tác hợp cho tụi nhỏ đi. Còn mấy cái chuyện trong quá khứ đó, thôi, mình bỏ qua hết nghe. Không, tôi nói không là không. Con gái của tôi á, không thể nào lấy con của một thằng ăn trộm được. Cô nói gì? Cô nói ai là thằng ăn trộm? Tôi nói vậy đó, tự anh hiểu lấy đi. Con gái của tôi là bác sĩ, nó phải lấy một người chồng á đàng hoàng tử tế, anh hiểu chưa? Thằng Chẩm cháu của tôi á cũng là một nhà văn nổi tiếng ở trên Sài Gòn, có gì mà không đàng hoàng tử tế? Nhà văn? Ôi trời, tưởng gì làm gì hay lắm vậy? Ăn cơm dưới đất nói chuyện trên mây, nhìn bề ngoài á lực lãm như vậy đó, nhưng bên trong là nghèo kiết xác. Nhưng nó là người lương thiện, nó đi lên bằng chính sức lao động và tài năng của nó, chứ không phải giống như những thằng công tử chỉ giỏi ăn bám gia đình, ăn bám cha mẹ mà thôi. Nó không hề lương thiện nha. Cha má của nó như vậy thì làm sao nó lương thiện được? Không nghe ông bà xưa người ta nói hả? Nói nào thì giống nấy. Cô nói cái gì? Cô... Tôi sao? Cô đúng là quá đáng. Cái gì? Anh mới là quá đáng đó. Tới đây hỏi vợ cho cháu, hỏi không được rồi gây sự với tôi hả? Bộ tôi không có quyền gả con gái tôi cho người tử tế hả? Cô có quyền gả cho người tử tế. Và mấy cái người tử tế mà cô vừa mới nói, có phải là mấy cái người mà lắm tiền, mấy cái người giàu có đúng không? Anh... Nè, tôi nói cho cô biết, họ có được như cô mong muốn hay không? Hay là chính sự áp đặt của cô chỉ đem lại sự đau khổ cho tụi nhỏ mà thôi? Là anh à... Anh cái gì? Cô đúng là hồ đồ. Ôi trời ơi, Hai Nhẫn, đến nhà của tôi mà còn nói nặng với tôi là sao vậy?
Quỳnh ơi. Quỳnh. Dạ. Má ơi, con đây. Má đang ở đâu vậy con? Má đang trong nhà thương á má. Má đang ở nhà thương hay là ở nhà xác? Không có đâu má. Má bị ngất xỉu. Hàng xóm đưa má vô nhà thương tỉnh, xong rồi từ bệnh viện tỉnh chuyển lên đây á má. Chuyển lên đây rồi chuyển ra nghĩa trang luôn hả con? Không có đâu má. Tình trạng sức khỏe của má đã ổn định rồi nên bác sĩ mới cho má ra phòng nè. Có con đi chăm sóc má rồi má yên tâm nha. Có thật sự là sức khỏe của má ổn chưa? Dạ. Vậy cũng đỡ má dậy đi. Má có thấy đói không má? Để con pha sữa cho má nha. Thôi khỏi đi con. Má muốn nói chuyện với con một chút. Con có biết vì sao mà má vô phòng cấp cứu không? Con không có biết. Con nghe hàng xóm nói má có khách. Sau khi người khách đó về thì má ngất xỉu. Người khách đó là ai vậy má? Đó, cái chuyện má muốn nói với con là vậy đó. Cái người đó chính là ông Hai Nhẫn, bác của thằng Chẩm đó con. Sao bác Hai lại đến gặp má mình sớm vậy chứ? Quỳnh, Quỳnh, con nghe má nói gì không? À, dạ, bác Hai, bác của anh Long tới thăm má hả má? Má không biết Long lần cái gì hết trơn rồi, má chỉ biết nó tên là thằng Chẩm. Má nói mà con không tin hả? Chính ông Hai Nhẫn á, ông đến nhà mình, ông chửi thẳng vô mặt má luôn. Ông nói là má cho con quyến rũ thằng cháu ổng, tại thằng cháu của ổng là nhà văn nổi tiếng. Bác Hai không phải người như vậy đâu má. Sao con biết rành? Vì Long, má ở đó từ nhỏ tới lớn cho nên má rành cái gia đình của ổng lắm. Và Hai Nhẫn á, và khó ưa lắm. Cho nên á, má đâu có chịu ổng. Má ưng ba con đó. Con thấy bác Hai cũng là người dễ thương mà má. Dễ thương hả? Dễ thương nhưng mà thương không có dễ. Em của ổng á, đầu trộm đuôi cướp, sao má ưng được? Nhưng con nghe anh nói gia đình ảnh lúc nhỏ cũng đâu có túng thiếu gì đâu mà phải đi ăn trộm không á. Thì đúng rồi, nhà nó đâu có túng thiếu gì đâu. Nhưng mà cha của thằng Chẩm á, là cha ba Thành á, chả bán cái miếng đất còn chả để mà chả trả nợ cho gái. Ngu ngốc, tự dồn mình vào trong đường cùng. Người ta gọi là bần cùng sanh đạo tặc đó. Đó đó là tội của cha nó thôi, chứ chưa kể tội má nó nghe. Má nó đó, bỏ chồng theo trai. Cái tội đó con biết rất là nặng luôn đó. Người xưa đó, người ta cạo đầu, người ta bôi vôi rồi bỏ trong lòng heo, thả trôi sông đó con. Nhưng mà cha anh chết lâu rồi, anh cũng đâu có sống với má anh từ nhỏ đâu. Làm sao mà bị ảnh hưởng được chứ má? Sao không ảnh hưởng? Cha thì làm ăn cướp, má thì lăn loàn trắc nết. Giống cha hay là giống mẹ gì đó thì cũng là người không tốt thôi. Con mà lấy nó thì là sớm hay muộn gì á, con cũng đi tu tù nữa thôi. Sẽ có kế hoạch riêng của mình. Bác sĩ đó hả con? Là con nè. Bác sao rồi? Sao con biết bác bệnh mà vô thăm bác vậy? Con có nhờ mấy người dưới quê á dòm ngó nhà bác, coi có chuyện gì báo cho con liền. Vậy là con cho người theo dõi bác với em Quỳnh đó hả? Không có phải theo dõi mà là quan tâm. Coi nhà bác có chuyện gì á thì báo con liền để con xử lý. Bác nghe nói ba con giàu lắm phải không? Bác chỉ sợ là ba con chê em Quỳnh rồi không cho con lấy con gái của bác. Ba con không có giàu lắm đâu, mà là giàu lắm 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 á. Trời ơi, ba con khai thác lâm sản mà. Ba con ổng mà nhận ổng là số 2 á, không ai dám nhận là số 1 đâu bác. Nhưng mà
em Quỳnh là kim cương, là học soạn thì sao so sánh bằng tiền được bác. Mình tưởng rằng đã có thể xây dựng một tương lai mà không bị bóng ma quá khứ ám ảnh, nhưng không phải vậy. Mọi người vẫn không quên, họ vẫn muốn đào bới chuyện ngày xưa. Mình muốn sống yên ổn mà cũng không được. Chỉ có cách tìm được hung thủ, bắt hắn ta thú tội để cha mình được giải oan. Lúc đó không ai có thể khinh thường gia đình mình được nữa. Ủa, ai? Ai là người cho ra thông báo Tiểu Thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc sẽ xuất bản phần 2 vậy? Theo tôi được biết nha, là anh Long á, là anh không có muốn viết cái này nữa đâu. Mà tôi thấy dạo này cậu Long cậu làm sao á, cậu không có tập trung viết lách như ngày trước nữa. Nhất là từ lúc mà cậu viết cái tiểu thuyết á, dính tới cái ngôi miếu này nè. Ai đang cái chuyện này nói đi. Ai? Tôi đăng nè. Chú đừng giỡn chú. Chú giỡn cái gì? Tại do sự yếu kém của mấy cậu, cho nên thằng Long nó có thái độ như vậy. Tại sao thằng Long nó có thái độ như vậy? Vì nó có tài. Vậy giờ mọi người lại suy nghĩ đi. Ai? Cậu hay cô? Hay là cậu? Hả? Ai có thể thay thế được thằng Long? Ai? Hay là tất cả cùng nhau kéo cái tòa soạn này xuống hố luôn? Nói. Chú bình tĩnh đi. Con có chuyện muốn nói. Nói đi. Theo như cái sự quan sát của con, thì thời gian sau này cậu Long viết tiếp tiểu thuyết không phải vì độc giả đâu. Chứ gì vậy? Vì viết cho câu chuyện riêng của cậu ấy. Mà câu chuyện gì thì mình chưa biết. Mà rõ ràng những kỳ đăng sau này đều có mục đích, không phải viết cho độc giả đâu. Chuyện đó tôi đâu có quan tâm. Tôi chỉ quan tâm làm sao cái tờ báo tin tức của mình nó níu kéo được độc giả, giữ cái lượng độc giả đó. Cho nên tôi mới phải đăng cái thông báo đó, hiểu chưa? Chết rồi chú Phú ơi, chết rồi. Cái gì chết? Đang nói chuyện này mà nói ai chết là sao, nói coi. Ý con là ở ngoài cổng á, có người tạt sơn, ném trứng và những đồ bẩn thỉu vào tòa soạn. Bây giờ ở ngoài đó như một cái bãi rác vậy đó chú. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà thấy ghê vậy đó? Ôi trời trời. Cái gì mà thú quắc vậy? Ai vậy? Ai mà làm cái gì mà quậy phá cái tòa soạn của tôi vậy nè? Lúc con mới tới tòa soạn á, con thấy có hai tên đi xe máy nhìn hung dữ lắm chú. Rồi sao? Một tên thì cầm cái bao rau thúi, rồi trứng gà, tên cầm sơn tạc đầy ở trên đây hết nè. Xong rồi tụi nó dán mấy cái tờ này nè chú. Gì đây? Yêu cầu ngừng xuất bản tiểu thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc. Rồi cậu có thấy mọi chuyện này không? Dạ con thấy chú. Trời ơi, thấy sao cậu không can thiệp vô mà để nó quậy phá tung ngừng cái này hết trơn trời vậy? Con thấy hai thằng đó nó hung dữ quá, con sợ chú. Tôi cũng sợ cậu luôn. Tòa soạn có người mà làm như cái chốn không người, ai muốn làm gì làm, ai muốn quậy phá mà được không? Hình như anh Long tới rồi sao chú? Rồi đó, nó tới rồi đó. Long về đó. Có chuyện gì mọi người? Dạ, tại chú Phú cho đăng tin quảng bá Ngôi Miếu Oan Khóc phần 2 á. Cho nên là chắc người ta không thích, người ta phá mình đó anh. Phần 2? Nhiều chuyện vậy? Chú, chuyện là sao chú? Thì tôi cũng vì cơ máu gạo tiền của tòa soạn này thôi. Bây giờ không ra phần 2, rồi cũng không có tin tức gì hết á. Độc giả mình bị người ta lôi cuốn đi hết thì sao? Nhưng phần 2 con chưa viết mà. Thì bây giờ đăng đỡ hai cái kỳ mà cậu sửa giùm cho cậu Nam nè. Đăng lên đỡ đi, chứ giờ biết sao giờ? Chú Phú nói đúng rồi đó. Bây giờ phải đăng đi cứu bồ, chứ nếu không là cái tình trạng tạc sơn này còn tái diễn nữa. Thôi đừng nói nữa. Bây giờ mọi người đi vô trong làm việc hết đi, rồi nói lao công ra dọn dẹp ngoài này. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Vì mình có linh cảm người đứng sau những chuyện này muốn mình dừng lại. Giờ thì mọi chuyện càng ngày càng rối rắm và dừng chân tại chỗ. Mình cũng đang mất dần định hướng. Manh mối thì không phát triển.
Cô làm cái gì vậy? Tại sao cô tới đây? Với một linh cảm của một người hâm mộ, em nhận ra là anh đang bị bí ý tưởng, nên em quyết định tới đây để phò trợ cho anh nè. Vui không? Cô làm ơn, đừng có làm phiền tôi nữa. Cuộc đời tôi rối lắm rồi. Nhìn đi, cái mớ lộn này là cuộc đời tôi y chang vậy đó. Nếu mà rối loạn thì mình dọn thôi, đâu có gì đâu. Em sẽ giúp anh dọn dẹp. Em sẽ dọn lại giúp anh, dọn dẹp lại thôi, đâu có gì đâu. Cô dừng lại, cô làm mớ đừng làm phiền tôi nữa có được không? Hôm nay tôi không có thời gian chơi với cô đâu. Ai nói là em tới đây để chơi với anh? Em tới đây để giúp anh mà. Anh yên tâm đi, chỉ cần có em á thì cuộc đời của anh chắc chắn sẽ được gọn gàng sạch sẽ. Cô đừng làm phiền tôi nữa, cô đi về đi. Anh làm gì mà anh hung dữ dữ vậy? Em chỉ muốn đến đây để giúp anh thôi mà. Trời đất ơi, tôi nói cho cô biết, cuộc đời của tôi á bây giờ rối lắm rồi, giống như đang đứng trong một bóng tối vô hình vậy đó. Hôm nay, ngày mai và ngày kia, tôi thật sự tôi không biết phải đi đâu về đâu nữa. Cô làm ơn, đừng có theo tôi nữa. Cô theo tôi làm cái gì hả? Anh Nhi Long. Mà nè, cô đừng có thần tượng tôi nữa. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Cuộc đời tôi đáng thương lắm rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa. Anh... Hôm nay cô có biết tôi gặp chuyện gì ở tòa soạn không hả? Có một thế lực vô hình nào đó, họ bắt tôi dừng tất cả mọi chuyện lại, kể cả chuyện viết tiểu thuyết. Tòa soạn thì bị tạc sơn, nguyên cả tòa soạn bị người ta uy hiếp luôn. Bản thân tôi là một thằng nhà báo mà tôi không tìm ra sự thật, tôi có vô dụng không? Tôi có vô dụng không? Không. Anh không phải là một người vô dụng. Anh Duy Long chưa bao giờ là một người vô dụng hết. Anh là một người rất là giỏi, rất là tài năng nhất mà em từng biết. Anh đừng có như vậy nữa mà. Anh phải phấn chấn lên, phải vui vẻ lên thì mọi thứ mới có thể giải quyết được chứ. Em hứa với anh, em sẽ tìm được cái người bí ẩn nào đó đã tạc sơn và uy hiếp tài sản của anh. Nếu như mà em làm được cái điều đó thì anh phải hứa là nhận em vào làm trợ lý nhà văn đó nha. Anh hứa với em đi, em nhất định sẽ tìm giùm anh mà. Anh hứa rồi đó nha, coi như là anh hứa với em rồi đó. Em nhất định sẽ tìm được giúp anh. Phấn chấn lên nha anh, đừng có như vậy nữa. Hứa với em đó nha. Em quên cái giỏ. Em nhất định sẽ giúp anh. Anh hứa với em rồi đó nha, nhận em làm trợ lý nhà văn đó. Hứa rồi đó, hứa rồi đó nha, trợ lý nhà văn đó. Thôi chết. Chết tôi rồi. Sao tự dưng hồi nãy mình mạnh miệng dữ vậy trời? Mình biết cái tên nó là ai mà tiện. Long anh còn không biết nữa, làm sao mình biết được. Những người rộng lớn biết ở đâu mà tìm chứ. Đúng là khờ quá mà. Chẳng lẽ bây giờ đi vô chổng nói em xin rút lại lời em nói thì nhục nhã quá. Tòa soạn, đúng rồi, chắc chắn cái tụi đó nó sẽ đến tòa soạn để mà uy hiếp anh Long cho tới khi nào ảnh ngưng cái tiểu thuyết thì thôi. Vậy là mình sẽ bắt đầu từ tòa soạn. Sao mà lâu dữ vậy nè trời. Chẳng lẽ tụi nó không quay lại thiệt hả ta? Bây giờ mọi người về hết rồi mà theo mình nghĩ á, đáng lý ra nếu mà muốn hại người ta là tụi nó phải xuất hiện đúng cái lúc này nè. Mình không tin tụi nó không quay lại. Mình sẽ ngồi đợi, đợi tới sáng, ngủ ở đây luôn cũng được nữa. Chẳng lẽ mình phải ngủ ở đây tới sáng thì hả ta? Cô
là sau lưng tụi nó có người chủ mưu. Tụi bay lòng tốt lắm, trước mắt cứ như vậy đã. Ủa, mắt mình không nhìn nhầm chứ? Đó là ba mình mà. Tòa soạn nó biết sợ rồi, chắc chắn phải dừng lại thôi. Công nhận cách này cũng hiệu quả thật. Mà tòa soạn đó đúng là bày khó cho tụi em quá. Tụi nó toàn là dân ăn học, đụng tới tụi nó là tụi em đi ăn tâm đầu hơi lâu đó. Có khó như vậy thì mới nhờ tới tụi bay chứ. Chứ nếu dễ thì tao kêu giang hồ chợ cho rồi. Mà tụi em tò mò là nó đắc tội với ông gì? Tòa soạn nó không có đắc tội với tao, chỉ có thằng Duy Long mới đắc tội với tao. Nó biết xấu về công ty ông sao? Mà công ty ông là công ty xuất khẩu gỗ lớn nhất miền Nam mà. Nếu giết thì giết tốt thì, chứ ai lại giết xấu bao giờ. Nó giết vì vợ của tao. Biết về bà thì lại càng vô lý. Bởi vì bà là người phụ nữ chính duy nhất mà em từng biết. Bà vừa đẹp lại giỏi giang, ở nhà chăm lo cho chồng con thì có liên quan gì? Nó sáng tác những tiểu thuyết ma mị, hòng mang lại sự hoang mang trong dân chúng. Vợ của tao cũng đã xỉu lên xỉu xuống biết bao nhiêu lần vì những thứ nhảm nhí đó. Tao không thể nào để cuốn tiểu thuyết đó ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ tao. Cái gì gọi là ngồi miếu hoang khóc? Viết như vậy mà cũng được gọi là nhà văn sao? Thiệt, tao không tài nào hiểu nổi. Chà, ông chủ đúng là người thương giờ nhất Sài Gòn rồi đó. Sau vụ này em nghĩ cuốn tiểu thuyết đó không bao giờ được xuất bản đâu anh. Nếu mà nói là ba của mình á thì không hay cho lắm. Hỏng chừng anh Long anh ghét mình luôn á. Không được, không được, không được. Thôi được rồi, tụi bây về đi. Khi nào cần tao sẽ gọi. Dạ. Vậy ha. Dạ, thưa ông chủ em vậy. Thưa ông chủ em vậy. Ba. Ủa Hưng, sao con lại ở đây? Ba, con tới đây á là để hỏi chuyện giúp cho một người. Giúp cho một người? Vậy thì con đi tìm người con giúp đi. Sao con lại tới đây? Đương nhiên là con sẽ đi tìm người đó rồi. Nhưng mà trước khi tìm á, con phải làm cho xong chuyện này cái đã. Vậy thôi, con lo đi làm công việc của con đi nha. Bà đi đây. Khoan đã, chuyện này có liên quan tới ba á. Có liên quan tới ba? Để ba đoán coi nha. Chuyện của má con hay là chuyện công ty? Là chuyện liên quan đến cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết? Thôi được rồi, ba cho con 5 phút. Con nói nhanh đi, ba còn nhiều việc phải làm lắm. Dạ được. Vậy thì con sẽ hỏi thẳng, có phải ba cho người đến phá tòa soạn, hù dọa bắt ép anh Duy Long không được tiếp tục viết quyển tiểu thuyết đó nữa đúng không? Ba, ba trả lời con câu hỏi này đi rồi con sẽ đi. Ba à. Con còn nói nữa hả? Tất cả là tại con đó. Có một đứa con gái duy nhất à, vậy mà suốt ngày bám theo cái thằng nhà văn đó lông bông hết sức. Thậm chí bây giờ ra ngoài đường người ta hỏi con là có phải con gái của ba không, ba cũng không dám nhận nữa. Thiệt tình luôn á. Chứ kể là cái việc điều tra của thằng nhà văn đó hết sức nguy hiểm. Ba nói thì con không chịu nghe, ba dạy thì con không chịu hiểu. Ba chỉ còn có cách cuối cùng, đó là dừng cuốn tiểu thuyết tào lao đó lại thôi. Nhưng mà ba, chỉ vì cái chuyện như vậy thôi á mà ba phá tòa soạn, phá chỗ làm ăn của người ta, ba không thấy gì là quá đáng hả? Con không có đồng ý cách làm này. Hưng à, ba làm tất cả mọi chuyện là vì tương lai của con đó, con hiểu không? Không có, ba đang phá tương lai của con thì có đó. Con nói rồi, con không có đồng ý ba làm cái chuyện này đâu. Ba dừng lại đi. Nếu mà ba không dừng á hả thì con sẽ công tư phân minh, con sẽ đi nói với anh Duy Long á. Ok. Con thua ba. Hưng.
Thiệt tình cái con nhỏ này.